này là không lên nữa nha. Lại làm em. Nhanh lên, sữa 8 gì ạ? Gạo mộc. Đây. Sữa 8 gì ạ? Gạo mộc. Giá em bao nhiêu ạ? 89k chưa bao giờ có cái giá này luôn. Tăng liền cho em nha, ok chưa? Sữa 8 dùng cho mọi loại da. Chính và xác. Xài được nha. Được. Nha. Và mẹ bỉm sữa xài được luôn. Mẹ bỉm sữa xài được luôn. Mọi lứa tuổi nha mọi người ha. Tranh thủ liền giúp nhanh chóng mình săn liền cho em đi cả nhà mình thôi. Rất là rẻ rồi. Và em này nha sẽ giúp cho mọi người gợi nhớ về tuổi thơ của mình đó mọi người biết không? Tại vì là hồi xưa là mình hay gọi là tắm bằng nước gạo nè, rồi mình rửa mặt bằng nước gạo nè. Đó, và khi mà mọi người sử dụng em này là cái mùi gạo mà nó cái mùi gạo này rất là thơm. Mùi gạo cực kỳ thơm. Gạo mọi người nhanh lên, chỉ còn lại là 39 mã. Thật sự luôn. 39 mã. Hôm bữa chị Lan Anh nó tặng cái sữa tắm hoa hồng, ước gì chị Lan Anh sẽ tặng cho thêm mình một cái sữa tắm gạo mật nữa. Chị ơi mình có đang ước coi gì chị tặng cho em cái tại tế bào chết luôn. Chị ơi chị có tặng coi trong livestream không chị Lan Anh, chị có thể chị tặng ơi, cho em cái tế bào chết luôn nha chị. Em là em cũng không muốn làm bỏ tiền ra để mua. Em cũng muốn mua tại tế bào chết. Mà rẻ lắm mọi người ơi. 50 mã sữa tắm gạo mật với mức giá 89k, bây giờ còn 32 mã. 32 mã lẻ giùm em. 32 mã nữa thôi, nhanh chóng mình lên đơn cho em. Nhanh chóng mình hỗ trợ cho em với mức giá 89k. Nhanh lên mọi người ơi. Đây là sữa tắm gạo mật. Được rất nhiều các anh chị em mình đánh giá tốt về sản phẩm này nha mọi người ha. Với thành phần tự nhiên từ gạo và mật ong, đem đến cho mọi người một cái làn da mướt mịn và cho mọi người có một cái mùi thơm cực kỳ là đỉnh. Lưu hương được cho mọi người từ 3 đến 4 tiếng cả nhà ơi. Anh chị em ơi, nhanh chóng tranh thủ mình chốt đơn đi, tại vì số lượng mã của chúng ta đang còn rất ít. Và bây giờ mọi người ơi, chỉ còn lại là 28 mã nữa thôi. Anh chị em ơi, nhanh lên chốt liền giúp cho em nha mọi người ha. Mọi người lên chốt đó, thì chốt thật sự là quá trễ, quá tiếc. Nhanh liền cho em mọi người ơi, ok chưa? Ai đã săn được thì comment là đã chốt. Ai đã chốt được thì comment là đã săn. Ai đã mua được thì comment là đã mua. Rất là đỉnh luôn, tăng liền cho em nha. Nhanh lên. Ok chưa? Nhanh lên. Sau hết 50 mã này em sẽ không lên lại 89k cho cả nhà mình đâu nha. Nếu mà cả nhà mình không nhanh chóng mình mua thì sẽ không có cơ hội vàng tuyệt vời này. Chỉ có còn lại là 20 người may mắn nữa thôi. Còn nhanh lên mọi người ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, chốt đó, nhanh lên, chốt đó, nhanh lên, chốt đó, chốt đó. Sau này giống cái icon ở trên phở bò mẹ. Đúng rồi, cái bánh sừng trâu. Rồi nhanh lên mọi người ơi, nhanh lên mọi người vào mình đặt hàng liền giùm cho em nha mọi người. Đây chỉ còn ít mã nữa thôi. Ơi sấm chớp sợ quá. Nhanh lên mọi người ơi, 15 mã nữa. Chốt lẹ giùm em nha mọi người. Nhanh chóng mọi người. Gạo mật này tiếp xuất từ thành phần thiên nhiên lành tính nha mọi người. Đúng rồi. Mọi lứa tuổi, mọi loại da. Đúng. Có thể sử dụng. Chính xác. Nhanh lên cho em. Gần hết mã rồi. Gần hết mã rồi. Má, mệt, ma. Nhanh lên mọi người ơi. Đó, sang liền cho em mọi người. Mọi người nhanh chóng ủng hộ giùm cho em đi ạ. Cái mã này là 89k mọi người không mua được đâu. Ngày mai không có giá này, em bảo đảm với mọi người luôn. Ngày mai sẽ không có giá này. Giá này chỉ áp dụng cho những cái buổi livestream thật là đặc biệt nha mọi người nha. Nhanh chóng mình bảo về hàng và làm gì ạ? Đặt hàng. Chốt đơn. Nhanh lên ạ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Còn 4 mã nữa. Nhanh lên. Nhanh lên mọi người ơi. 4 mã nữa thôi cả nhà ơi. Nếu mà cả nhà mình không chốt kịp là rất là đáng tiếc nha cả nhà nha. Nhanh lên cả nhà ơi. Dạ cả nhà mình chốt liền giùm cho em nha mọi người. Rất là ưu đãi luôn nha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, vào mình mua giùm cho em. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh chóng mình chốt đó, nhanh chóng mình lên đó. Trời ơi, 89k mấy má ơi, đúng 50 mã ngày hôm nay, bây giờ anh còn có 20 thôi. Mọi người lẹ giùm cho em luôn, lẹ giùm cho em nha, lẹ giùm cho em đi, mà nó thơm. Chị ơi, rất là thơm luôn, em thấy là thơm. Em ăn thử đi chưa? Em ăn rồi. Cho một miếng được không? Chị lấy em bóc đi. Thôi, em mới móc, em tay em mới đụng tùm lum tà la sao? Nhưng mà tay của anh là... Rồi, chị ra thì đang ra sao chị bóc đi. Thèm quá. Nhanh lên mọi người ơi, vào mình mua liền giùm em nha mọi người. Nha, cả nhà mình nhanh chóng lên. Chỉ còn lại là tầm 3-4 mã nữa thôi. 3-4 mã nữa thôi. Nhanh chóng mình chốt đơn nha. Một tin nhắn của mấy kiểm dịch viên nhắn là đây mấy bé nó tự làm đèn, mà số lượng đèn ở đây chắc phải mấy chục đúng không? Nhìn trong video này khoảng bao nhiêu? Em đến rồi. Chắc phải mấy chục. Nhiều quá. Nhiều quá. Mai thắp đèn ở chùa. Có dành cho chú 10 cái để cầu 10 điều bình an. Thế thì 10 điều bình an đó thì chỉ mong là tất cả mọi người xung quanh của mình luôn có thật nhiều sức khỏe ạ. Gia đình báo, có lần.
tất cả những người thân nhân xung quanh luôn có thật nhiều điều hạnh phúc. Em ơi, sắp hết mã rồi, càng lan rộng những điều tuyệt vời. Gần hết mã rồi mọi người ơi, lẹ cho mẹ. Sắp hết mã rồi. Rồi, cảm ơn Hải Trần này. Hello, xin chào mọi người tranh thủ 10 chút đơn giùm cho hai đứa em luôn nha. Đó, bây giờ em nét qua như vậy là ok rồi nha. Cả nhà mình muốn lên gì ạ? Em sẽ lên ok la cho mọi người giảm giá nha. Nhanh chánh, tranh thủ, mình chốt đơn, mình đặt hàng liền giúp giùm cho em nha mọi người ha. Cả nhà mình muốn lên gì ạ? Em nhanh chóng mình lên cho cả nhà mình nha. Đây, mình muốn luôn, mình lên cái gì mình comment nhiều lên. Nạn ngọc trai, em ơi lên nạn ngọc trai nha. Rồi xin giúp anh mấy mã 10 mã nha mọi người ha. Cho mọi người 10 mã nạ ngọc trai. Rồi em lên nạ ngọc trai cho mọi người 10 mã nha. Mặt nạ ngọc trai cực kỳ là xịn. Trời ơi 89k mấy mã rồi. Mặt nạ ngọc trai yến mặt là từ thành phần bột yến mặt và bột ngọc trai thiên nhiên, có thành phần tự nhiên cho nên là an toàn lành tính, giúp cho mình xe khích lộ chân lông, mịn da, sáng da, lấy đi một cái lớp tế bào chết nhẹ và giúp cho mình thông thoáng lộ chân lông nha mọi người. Cái gì? Sản phẩm rất sạch nha mọi người. Khoan, 89k chưa. Bây giờ mọi người ơi, ai muốn giảm em này nữa em lên mã sốc cho. Ai muốn giảm em này giá chấn động comment cho em. Bây giờ đang là 331.000 like, anh sẽ mong muốn là lên một con số đẹp đó, đó là 666.000 like. Mình sẽ lên cái mã này sốc giảm nồi mặt luôn. Đây lên bây giờ mã này giảm nồi có mắt luôn. Kiểm duyệt viên từ nãy giờ để thứ nhất là nói kiểm duyệt viên hỗ trợ mình trong các phiên live, ví dụ như các comment như thế nào. Sau đó là nãy giờ mình không có cầm điện thoại, mình có kêu là mọi người có đang comment cái gì không, thì nói chú có người yêu, có người yêu nên đang nhắn tin với người yêu này cái các kiểu. Tôi nói với mọi người nha, trong tất cả những người đang có mặt trong căn phòng này chỉ có ví dụ như Tuấn hay là Hưng cầm điện thoại để xem live stream thôi, nhưng mà cái việc mà nhắn tin thì sẽ không bằng Hùng. Có nghĩa là Hùng sẽ có một cái nhóm. Nhóm này là nhóm tương tác giữa các nhân viên trực ở trong cái buổi live và TikTok. Đó, thì mình phải thường xuyên nhắn tin vào đây. Và bên cạnh đó mình nhắn tin mình mới biết được rằng là lát nữa sẽ lên cái mã nào và sản phẩm của cái mã đó là bao nhiêu tiền, thì mới nói với mọi người, kêu gọi mọi người là bấm like. Ví dụ như tôi kêu gọi mọi người là 666.000 like thì lên cái mã đó là bao nhiêu tiền thì tôi phải biết trước rồi thì tôi mới dẫn chương trình được. Mà mấy mẹ cứ nghĩ là tôi nhắn tin cái gì, tôi bây giờ là một cái thằng chủ doanh nghiệp. Bây giờ live stream bao nhiêu ngàn người xem, tất nhiên tôi phải biết được chuẩn bị cái mã nào lên, thì tôi phải có một cái nhóm để tôi nhắn tin. Em ơi chuẩn bị sản phẩm nào lên tiếp theo. Ví dụ như sản phẩm tiếp theo sẽ là sữa rửa mặt trùng đây, hay là sản phẩm tiếp theo sẽ là cái gì đó, thì tôi biết được cái mã sản phẩm đó là cái gì thì tôi mới có thể giao lưu với mọi người được chứ. Chứ bây giờ là một cái người lên live stream mà không có một cái kịch bản về sản phẩm tiếp theo sẽ là cái gì thì bố tôi cũng chẳng dẫn chương trình được. Hay mà mấy mẹ cứ xả lời cho nó thật, cho mọi người xả lời nó vừa đấy. Thiệt phần mấy mẹ xả lời quá đấy mọi người. Mà kể cả bây giờ tôi trên live tôi có nhắn tin cho kiểm duyệt viên hay là một ai đó là cái chuyện bình thường thôi. Tương tác không phải tôi là cái thằng mà không có ai nhắn tin, cứ xả lời xong vào comment tầm tay em bạn nó cứ rất là mắc cười cái đó. Nên là tôi nói thật với mọi người mà khổ lắm luôn đó mọi người. Còn mì nãy giờ thì nó đang vô tình nó lấy lại được cái phần bò cũ, nó đang xem lại những cái story trước đây của nó. Đó. Nào là những bạn thổi lửa này, nào là người yêu cũ hay này kia, thì đấy là cái cuộc sống trước đây của nó. Và tôi nói thật với mọi người, bây giờ kể cả nó có người yêu thì cũng chả ngăn cấm được. Cái tuổi trẻ bây giờ bồng bột yêu đương này kia sao mà mình ngăn cấm được cái điều đó. Cái điều quan trọng nhất là mình định hướng cho nó một cái tương lai làm sao đi đúng hướng thôi cho mọi người. Người giám hộ chứ có phải là cái người mà thay cho nó sống cuộc đời của nó đâu mà mọi người, cứ phải lo lắng về đó. Tôi nói thật bây giờ nó bảo nó đang yêu ông này, đang yêu tôi, chẳng ngăn cấm được. Cái điều đó là cái việc tương lai của nó. Ông quậy hoài, yêu người lớn tuổi thì sao cha? Thì mày yêu mấy cái đứa đồng nghiệp của mày đó. Yêu mấy đứa là còn gì? Còn bây giờ nó có yêu ai đấy là việc của nó, tôi không cần biết. Không biết làm sao tôi định hướng cho nó sống làm sao nó tử tế, nó đàng hoàng và nó không có gặp những cái vấn đề nhạy cảm là ok. Cuộc sống của nó, cuộc sống của mấy người là mọi người cứ phải lo lắng, quyết định vấn đề lung tung. Mẹ con tôi là cái thằng chủ doanh nghiệp, một ngày phiên live như này tôi tương tác nhóm ở sắp tới là sản phẩm gì lên hay là như thế nào thì tôi mới có thể giao lưu tiếp với mọi người được. Ví dụ bây giờ đang là 755.000 like. Nào mọi người bấm 1 triệu tim đây. Lên 1 triệu tim tôi sẽ lên một cái mã siêu hot. Đấy, ví dụ như là tẩy tế bào chết giảm bao nhiêu thì cái đó mình phải biết từ bao nhiêu giảm xuống bao nhiêu thì bắt đầu với 1, 2, 3 mình nói cái nó mới ăn chớp chứ. Hết pin, dậy. Lên cho mọi người mã mặt nạ yến mặt ngọc trai thì cũng giá là 50.000 nhanh lên mọi người, 50.000 cái nhà tranh thủ mới làm gì hả? Chốt đơn. Cái nhà tranh thủ mới làm gì hả? Chốt đơn. Đây mọi người giật liền những cái ưu đãi đây, ưu đãi để
cho năm người cho nó một làm giá chốt đâu nhanh chóng làm giá chốt đâu lên đâu cho mọi người hỗ trợ rất là sạch luôn nhanh chóng lên đâu nhanh chóng chốt 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 đâu mình ra đi mình ra đúng rồi mình ao khung đi đúng rồi nhanh lên mọi người ơi rẻ dữ lắm rồi mọi người ơi đây mọi người ơi trời 100k 59k mày quá rẻ luôn hồi nãy được giảm 89 mà em đã bao giờ không có bao giờ luôn. Em đã bao giờ chưa? Chưa. Mọi người đã bao giờ chưa? Mọi người đã bao giờ chưa? Chị đã bao giờ chưa? Chưa. Còn em thì đã bao giờ chưa? Cả nhà mình ơi, cả nhà mình đã bao giờ chưa? Mọi người đã bao giờ chưa? Đã bao giờ như vậy chưa? Có bao giờ mọi người đã bao giờ chưa? Có bao giờ chưa? Đó. Mọi người đã bao giờ? Đã giờ bao? Mọi người chưa bao giờ đúng không? Đã xài bao? Ủa đã. Mọi người bao giờ chưa? Đã bao giờ chưa? Đã bao giờ? Đó, đã bao giờ như vậy chưa? Chưa bao giờ. Đã bao giờ mọi người đã săn được như vậy chưa? Đã bao giờ. Với mức giá 59k chưa? Chưa đúng không? Ngày hôm nay chỉ có mức giá 59k. Độc quyền trong việc nhanh chóng bảo vệ hàng và bấm nốt. Chốt được. Nhanh chóng bấm nốt. Trên 150 mình sẽ được hỗ trợ free ship nha cả nhà. Tranh thủ em ơi. Mọi người đã bao giờ chưa? Mọi người đã bao giờ ok luôn. Cả nhà ơi, vào mình đặt hàng liền giùm em. Mọi người bao giờ đã chưa? Ngọc trai. Đó, mình đã bao giờ mình xài chưa? Chưa. Đã bao giờ có thấy thương thấy nhớ? Mọi người đã bao giờ? Mọi người đã bao giờ thấy là 59k chưa? Mọi người đã bao giờ chốt được nhiều? Em đã bao giờ chưa? Nhưng mà hôm nay chúng ta có một giá là 59k và chỉ có lại còn 20 mã thôi. Còn nhanh lên mọi người ơi, số lượng có hạn nha mọi người. Đã bao giờ mình chốt được ưu đãi quá hot thì chưa? Chưa thì chốt. Mình chốt đơn. Trời ơi mấy mã rồi. 130 mà bây giờ còn bao nhiêu? 59k. Rẻ không? Rẻ quá rẻ luôn. Chốt tiền xe. Được giảm giá 89k đã quá rẻ rồi. Rất là bây giờ là 59k. Trời ơi, chốt nhậu tin tiền đây. Em mới thôi thầy trước. Rồi, ông thầy là em luôn đó, là thầy đây luôn chứ khỏi trước sau. Thầy ơi, để từ để chào mừng anh vừa đọc rap xong, TikTok sẽ lên mã tẩy tế bào chết giá cực kỳ là sốc. Thì bây giờ mã này lên đề nghị rằng là đang từ 779.000 like lên 900.000 like sẽ lên một mã cực sốc. À, kỷ niệm việc mà anh vừa rap xong, TikTok sẽ có một con số tiến lên. Nào, mày à mày. Cho em hỏi số lại là, con số cho à. Em hỏi lại là bao nhiêu tim? 900.000 mã về 900.000 tim. 900.000 tim. Lên 1 triệu tế bài. 1 triệu đi cho 1 triệu thầy ơi. Thầy ơi 1 triệu tim luôn. 1 triệu tim nhá. 1 triệu tim nhá. Một em tẩy tế bào chết có giá bao nhiêu thầy? Mức giá được giảm giá bao nhiêu thầy? 1 2 3 4 5 6. Game tẩy tế bào trước, sẵn luôn giùm cho em. Game tẩy tế bào chết luôn. Má nào hồi nãy muốn săn tẩy tế bào chết lẻ đúng không? Mà giá đã. Bây giờ hồi nãy giờ là sale còn 169 đúng chưa? Hồi nãy giờ là sale sốc lẻ là 169 đúng chưa? Đúng rồi, 169. 1 triệu tem cho em. 1 triệu tem nha mọi người. Lên cho mọi người mức giá.